Gấp đôi. 19 điểm gấp đôi, điên rồi à? Chơi 4 bộ bài đi, mời cắt bài. Vị mỹ nữ này, tôi phát hiện cô đứng cạnh khiến tôi cực kỳ may mắn. 1 vạn này thưởng cho cô. Cảm ơn, không cần. Cuộc trò chuyện của tôi với Tô Mai, cử chỉ thiên tàm cũng không quan tâm. Ông ta đặt bài lên bàn, nhưng vào lúc tôi không để ý, tay phải ông ta cử động nhẹ, dùng một tay để khiến phần bài tôi cắt chuyển lên đầu. Điều đó có nghĩa là bây giờ bộ bài này thay đổi như nào thì tôi cùng ông ta đều không biết. Có vẻ như ván này hai chúng tôi chỉ có thể dựa vào may mắn. Phải thừa nhận, cử chỉ thiên tàm là cao thủ. Ông ta đoán được tôi dùng cắt bài để gian lận. Cử chỉ thiên tàm bắt đầu chia bài. Hai lá của tôi là 1 lá 10, 1 lá 9. Khá may mắn 19 điểm. Hai lá bài của cử chỉ thiên tàm một lật một úp, lá lật là 8. Có rút thêm không? Cô nghĩ tôi nên bốc nữa không? Tùy ý anh. Tùy ý ư? Cô nói vậy thì tôi sẽ coi như là bảo tôi bốc bài. Gấp đôi. 19 điểm gấp đôi, điên rồi à? Mọi người đều nghĩ tôi điên, bởi vì chỉ có kẻ điên mới làm những việc như này. Cả sòng bạc ồn ào, rồi lập tức trở nên im lặng. Mọi người đều muốn xem thử tôi tìm chết như nào. Sắc mặt của cửu chỉ thiên tàm càng lúc càng nghiêm trọng. Ông ta từ từ đưa lá bài tới trước mặt tôi, đồng thời nhìn tay tôi chằm chằm. Đây là cơ hội tốt nhất để bắt tôi chơi bịp. Người đẹp có dám lật bài giúp tôi không? Thắng thì cho cô một nửa. Xin lỗi, sòng bạc quy định không được chạm vào bài của khách. Đáng tiếc, nói xong tôi đặt tay lên bài. Khoảnh khắc này, sông bạc lại rơi vào im lặng, dường như yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng nhịp tim của mọi người. Mọi người đều háo hức chờ đợi giây phút lá bài được lật. Mọi người trong sòng bạc đều biết tôi chơi bịp, nhưng không ai thấy tôi đã chơi bịp như thế nào. Thực ra cách tôi sử dụng là cách cơ bản nhất trong bạc bịp, giấu bài và đổi bài vì lần này có 4 bộ bài. Nên khi cắt bài tôi đã tiện tay giấu vài lá, nhưng nguyên tắc gian lận của tôi là ra tay không để lại dấu vết. Vậy thì chỉ còn cách chuyển bài lên người kẻ khác. Điều đó không được, vì cô ấy đi với tôi, nếu có chuyện sẽ liên lụy đến cô ấy, mà người phù hợp nhất là Tô Mai đứng cạnh tôi. Cô ấy là giám đốc của sòng bạc, nên không ai có thể ngờ bài của tôi giấu trên người cô ấy. Đây là lý do tại sao lúc này tôi đột nhiên đưa chip cho cô ấy. Thực ra trong lúc đó tôi đã giấu bài trên người cô ấy rồi. Chiêu này là vu oan giá họa. Giờ tôi đã thắng 140 vạn, nhưng tôi muốn thua hết tất cả. Không biết mấy người có dám bỏ giới hạn. Ván này tôi muốn all in. Thưa ông muốn bỏ giới hạn cũng được, nhưng có lẽ ông phải đợi thêm một lát. Tôi có một người bạn có thể chơi tới bến, nhưng lát nữa mới tới. Không biết ngài có sẵn lòng chờ không? Được thôi, nhưng trước tiên tôi phải ra ngoài xử lý một số việc. Bảo bạn của cô nhanh lên. Thời gian của tôi rất quý giá. Nghe nói tôi muốn đi, Tô Mai cùng Châu Tiểu Hiền không khỏi nhìn nhau. Đặc biệt là Châu Tiểu Hiền, trong mắt cô ta hiện lên một tia sát ý. Cô ta đang nghĩ là tôi ăn tiền rồi chạy. Tôi biết sự nghi ngờ của họ, nên lấy ra 10 chip 10 vạn, đặt trước mặt tiểu đó. 100 bạn này em chơi đi, lát anh quay lại. Lý do tại sao tôi làm điều này là để ổn định Châu Tiểu Hiền cùng Tô Mai. Hơn nữa nếu tôi cầm toàn bộ số tiền 140 vạn tôi thắng được rời đi, mặc dù họ không có bằng chứng, nhưng đã xác nhận tôi là dân bịp. Trong tình huống này, khó đảm bảo họ sẽ không ra tay với tôi. Chỉ lấy đi 40 vạn thì về tình về lý đều sẽ đơn giản hơn. Rời khỏi sòng bạc, tôi bắt taxi trước để tài xế lái xe vòng quanh. Khi xác định không có ai theo dõi, tôi quay lại tòa nhà của Trần Vĩnh Hồng, tháo mặt nạ ra người, thay quần áo giày dép, thậm chí còn đi tắm. Mọi thứ đã sẵn sàng, tôi liền bật điện thoại. Vừa mở máy lên đã có hàng chục tin nhắn đổ tới, những tin nhắn này đều do Tô Mai gửi, nội dung gần như giống nhau. Bảo tôi mở máy thì gọi lại ngay. Điện thoại vừa reo một lần, Tô Mai lập tức nhấc máy. Tiểu Lục gia, sao cậu tắt máy mãi vậy? Có chút chuyện rắc rối, không dám bật điện thoại. Rắc rối gì? Có cần tôi giúp không? Không cần, cô giúp không được đâu. Cô tìm tôi làm gì? Có cao thủ tới sòng bạc, ăn 140 vạn của bọn tôi ở bàn xì rách. Tất cả giám sát trong sòng đều ra tay rồi, tiếc là vô dụng. 140 vạn với một sòng bạc lớn thì cũng đâu gọi là nhiều chứ. Từ này tiền sòng bạc trả được. Chủ yếu là anh ta không hề thua, còn bảo bọn tôi bỏ giới hạn. Xem tình hình này, thì hắn muốn chơi với sòng bạc tới cùng. Tiểu Hiên mời cả Thiên Thúc tới. Cậu cũng biết Thiên Thúc giỏi xí ngầu, chứ bài thì không quá giỏi. Cho nên Thiên Thúc cũng không tìm ra bằng chứng hắn chơi bịp, mà còn thua hắn 20 vạn. Tiểu Lục gia, nếu anh thấy được thì tới giúp tôi xem thử được không? Được, cô ở sòng bạc đợi tôi. Chuyện cậu nói có phải là đại tàu tìm cậu gây chuyện không? Khoan hãy nói chuyện này, đi xem thử tay bịp mà cô nói kia đi. Hắn chưa quay lại, nhưng cô gái đi với anh ta thì còn ở kia. Là cô gái kia. Tới văn phòng trước đi, tôi sẽ cho người để ý chỗ này. Thiên Thúc là cháu gọi Sở Lục tới, muốn cậu ấy xem thử có bắt được tên bịp kia không? Hắn, cậu có biết Hoàng Trạch không? Biết. Biết cô ấy là ai không? Biết. Cậu có phải nghĩ là thắng được chị em họ thì ở Hà Bắc có thể xưng là cao thủ thiên môn rồi chứ gì? Cao thủ hay không tôi nghĩ phải để đối thủ nói. Không biết, Thiên Thúc thấy đối thủ hôm nay của Thúc có phải là cao thủ hay không? Kìa, Thiên Thúc hôm nay mọi người tới là để giúp con, đừng tính toán với cậu ấy nữa mà. Được, ta không tính toán với nó nữa. Lát nữa ta xem hắn bắt bịp kiểu gì. Nếu hắn không bắt được, thì lúc đó ta sẽ tính sổ với hắn. Chưa từng nghe nói ở Hà Bắc có cao thủ trẻ như vậy. Người này là ai? Tại sao lại nhắm đến sòng của chúng ta? Thanh niên này chắc chắn là cao thủ. Ta thấy về phương diện bài thì hắn không kém gì lão quỷ cả. Đáng tiếc Quỷ Thúc lại thích Châu Thiên Thành, không thích con, nếu không thì đã giúp đỡ con rồi. Tô Mai, cậu nói xem người này có phải là Châu Thiên Thành phải tới không?
Mặc dù không có bằng chứng, nhưng không thể loại trừ khả năng này, dù sao thì hắn cũng từng làm rồi. Mình đúng là có anh trai tốt. Không đem đứa em gái này hại chết, thì anh ta sẽ không bỏ cuộc. Cô muốn gì? Sao vào được đây? Đi vào thôi. Bảo vệ ở cửa đâu? Tôi nói với họ là cô tìm tôi. Cô là quỷ à? Vào không gõ cửa, đi không phát ra tiếng. Ai bảo tôi đi đường không phát ra tiếng? Cô nghe nè. Có âm thanh không? Cô tới đây làm gì? Tôi tới báo cho cô. Anh trai tôi nói, hôm nay anh ấy có việc phải làm, không thể tới được. Nhờ tôi nói với mấy người, thời gian tới, thỉnh thoảng anh ấy sẽ đến kiểm tra hoạt động của sòng bạc. Ngoài ra cũng bảo mấy người chuẩn bị thêm tiền mặt. Đừng có đặt giới hạn thấp như vậy, nghe rõ chưa? Hôm nay hắn không quay lại à? Đúng, không quay lại. Nhưng ngày mai, ngày kia, có thể tuần sau thì không biết. Dù sao thì mấy người cứ chuẩn bị để tiếp đón anh tôi đi. Vậy là anh cố vứt cô lại nơi này ư? Không lo lắng cho an toàn của cô à? Tỷ tỷ, cô tuy xấu chút, mà sao lòng dạ lại đen tối vậy? Nói cho cô biết, đừng nói hai sòng bạc trong tay Châu Tiểu Hiền cô, mà cả 12 sòng bạc của Châu gia. Tôi muốn tới sòng nào thì tới. Ngon thì bắt tôi thử. Các người rốt cuộc là ai? Bọn tôi là ai ư? Châu Tiểu Thư, chúng tôi là một gia đình. Đúng rồi, anh tôi còn nói, lần sau anh ấy tới, là ngày Châu Tiểu Hiền cô phá sản. Người đâu? Chết cả rồi à? Lập tức cử người theo dõi cô gái kia, xem thử cô ta đi đâu. Tiểu tử nhìn cho rõ, hôm nay ta sẽ dạy người cách làm người. Nhà đầu này chắc là người Vinh Môn. Vinh Môn có thể âm thầm xuất hiện bên cạnh chúng ta mà không hề để ai hay biết. Ngoại trừ cao thủ Vinh Môn thì ta không nghĩ có ai còn làm được. Vinh Môn, ông anh Châu Thiên Thành của con đúng là rất thân với Trần Ma Tử của Vinh Môn. Lẽ nào? Xin lỗi, Sở Lục, hôm nay khiến cậu uổng công rồi. Không biết dạo gần đây cậu có bận không? Nếu không thì ở lại sòng bạc một thời gian được không? Mai tỷ, không phải không giúp mà mai tôi phải rời Hà Bắc rồi. Tại sao lại đi? Hết cách, đắc tội đại tẩu còn cả ông chủ nhị của Châu gia. Bây giờ Hà Bắc không chứa được tôi nữa rồi. Tự làm tự chịu. Thiên Thúc, ông cũng là người Thiên Môn. Tôi thắng chị em họ Hoàng là nhờ thiên thuật. Bây giờ đối phương không tuân quy tắc tìm tới báo thù, mà ông vẫn ở đây mỉa mai tôi. Ông thấy mình có xứng làm người Thiên Môn không? Thiên thuật, mày dùng cái thủ pháp mèo cào đó mà dám gọi là thiên thuật. Hoàng Trạch chỉ là đệ tử nửa chừng. Thiên thuật của nó chỉ trung bình trong các đồ đệ của ta thôi. Mày nghĩ thắng được nó là giỏi lắm rồi à? Thiên Thúc, theo như ông nói thì thiên thuật của ông giỏi lắm nhỉ? Chỉ bằng chơi một ván. Dám không, thủ hạ bại tướng, mày không xứng. Tôi thấy là ông sợ thua. Được, tao chơi với mày. Nếu thua tao sẽ lấy ba ngón tay của mày, chơi không? Thiên Thúc, chơi vậy lớn quá. Chúng ta đều là người nhà, sao lại sát phạt vậy chứ? Không lớn, với cái loại ngông cuồng này mà không dạy cho hắn một bài học thì sao hắn biết trời cao đất dày? Vậy nếu ông thua? Giống như mày thôi. Nếu ông thua thì hãy nhận không bằng tôi là được. Ta không muốn được lợi. Nếu mày thắng, thì tao không dám đảm bảo thứ khác. Nhưng ít nhất lão đại sẽ không làm khó mày nữa. Được, nhất môn cửu đỉnh. Hôm nay chơi xí ngầu mà ông giỏi nhất. Một ván quyết thắng thua. Không giới hạn số lượng xúc sắc. Ai điểm cao thì thắng dám chơi không? Được thôi. Ý của Thiên Tam là có thể lắc bao nhiêu xúc sắc tùy thích. Dù lắc 100 cục cũng được. Chỉ cần cộng điểm lại mà lớn hơn thì thắng. Tiểu tử nhìn rõ đây. Hôm nay tao sẽ dạy mày cách làm người. Tiểu tử, mở to mắt ra mà nhìn kỹ đây. Thiên Thúc, chiêu này của Thúc đỉnh ghê. Đúng là bảo đao bất lão. Nếu đã là bảo đao, thì sao mà lão được? Tiểu tử tới ngươi. Lắp cho kỹ, nếu không ngón tay khó mà giữ đó. Tôi mỉm cười nhẹ, không nói gì. Nhặt xúc sắc và bắt đầu ném từng con một vào chinh. Cốc xúc sắc này có thể chứa tối đa 24 viên xúc sắc. Thiên Tam có thể khống chế chính xác 18 viên. Nhưng tôi đã bỏ 48 viên xúc sắc vào bát. Thiên Tam thấy cảnh này thì không nhịn được cười. Nụ cười này là đang chế nhạo. Trước đó tôi đã giải thích, lắc xúc sắc mà khi tăng lên một viên thì độ khó tăng lên n lần. Mà tôi lắc 48 viên cùng lúc thì độ khó càng khó nói hơn. Tốc độ tay của tôi ngày càng nhanh hơn. Đột nhiên tay tôi hơi khựng lại. Nghe tới đây, Mai cùng Châu Tiểu Hiền không khỏi kêu lên. Hóa ra xúc sắc trong cốc khi tôi dừng tay lại đã bị rơi ra ngoài. Mà tôi không hề do dự, lấy thêm một cốc nữa bằng tay trái. Nhanh tay đón lấy xúc sắc đang rơi. Hai tay hai cốc, tôi bắt đầu lắc đồng thời. Thiên Thúc, ván này tôi thắng rồi. Trường Giang sóng sau sô sóng trước, cậu thắng rồi. Thiên Thúc, Thúc là tiền bối. Hôm nay tôi thắng chỉ là may mắn. Nếu sau này có cơ hội quay lại Hà Bắc, sẽ xin Thúc chỉ bảo.
Thái độ của tôi đối với Thiên Thúc rất khác so với trước đây, trở nên lịch sự, vừa đấm vừa xa, vừa cho ông ấy thể diện vừa thể hiện được thực lực bản thân. Đây mới là mục đích thực sự của tôi. Vừa nói xong, tôi quay người rời đi. Tôi đoán rất nhanh họ sẽ gọi tôi lại. Quả nhiên, tôi chưa đi tới cửa, Châu Tiểu Hiền cùng Thiên Thúc đằng sau đã đồng thanh nói, "Đợi một chút. Tiểu Hiền, chuyện của hắn với anh hai anh cả con còn thấy thế nào?" Châu Tiểu Hiền im lặng. Tôi biết trong lòng cô ấy rất mâu thuẫn. Cô ấy muốn bảo vệ tôi nhưng lại không có đủ năng lực. Nhưng để tôi đi thì không chỉ bỏ qua một cao thủ thiên môn, mà còn một tôi nữa sẽ lại tới kiếm chuyện. Cứ tiếp tục như vậy thì sòng bạc này có hoạt động nổi không cũng khó nói. Bây giờ cô ấy rất cần một cao thủ, mà thứ tôi thể hiện đã đủ để cho cô ấy lựa chọn rồi. Thiên Thúc, Thúc nói con nên làm gì đây? Nhà đâu, thực ra có những chuyện mà con đã tự quyết trong lòng rồi. Con cần gì hỏi ta? Phía đại ca ta có thể nói giúp cho con. Ta là sư phụ của nó, nên nó nhất định sẽ nể mặt ta thôi. Giờ quan trọng nhất là anh hai con. Anh hai, ha ha, con coi hắn là anh, nhưng hắn có coi con là em không? Nếu hắn đã không muốn con sống mà còn ép con, dù sao con cũng chết, chỉ bằng liều mạng với hắn một lần. Nhà đầu, huynh đệ con tranh nhau ta không thể tham gia. Nếu để lão già biết thì sẽ trách ta thiên vị con. Nhưng Tiểu Hiền con phải nhớ, đường con đi là giang hồ lam đạo. Nếu đã là lam đạo thì cờ bạc là tất yếu. Nếu là cờ bạc thì sẽ có cơ hội thắng. Thiên Thúc nói không tham gia, nhưng ông ấy đã thể hiện thái độ rồi. Nói xong, Thiên Thúc trực tiếp bước ra ngoài. Sở Lục, cậu không cần rời Hà Bắc, sau này tôi lo cho cậu. Chỉ cần cậu giúp tôi coi sòng bạc, không được để tay bịp nào quậy trong sòng bạc của tôi. Xin lỗi, Châu Tiểu Thư, tôi không làm như cô nói được. Tôi vẫn phải rời Hà Bắc. Tại sao? Đơn giản là tôi không tin cô. Cô không mạnh như anh hai cô. Đối với anh hai cô tới cùng thì cô còn không tự bảo vệ nổi mình. Tôi sợ tới lúc đó tôi sẽ là vật thế mạng. Tôi nói khó nghe nhưng đều là lời thật lòng. Giang hồ hiểm ác, tôi muốn bảo vệ bản thân mình, nhưng tôi tuyệt đối không thể trở thành vật thế mạng cho tranh chấp giữa anh em họ. Đồng thời, tôi cũng lấy lùi làm tiến để xem Châu Tiểu Hiền có bao nhiêu thành ý. Tất nhiên, thành ý này không liên quan tới tiền bạc. Châu Tiểu Hiền im lặng một lúc lâu, bất ngờ cầm bộ đàn trên bàn, rồi nói Tôn Bảo Vũ, đến đây chút. Châu tổng gọi tôi. Quản lý Tôn, sông bạc chúng ta có tổng cộng bao nhiêu nhân viên an ninh? Nội bộ 56 người, ngoại bộ 33 người, tổng cộng 89 người. Được, từ mai tiếp tục tuyển người. Số lượng nhân viên an ninh phải đủ 150 người. Vâng, Châu tổng. Từ giờ trở đi, nhân viên của anh bao gồm cả anh, Sở tiên sinh được chọn thoải mái. Lệnh của anh ấy không cần báo cho tôi, cứ làm theo là được. Ngoài ra, cử thêm vài người bảo vệ an toàn cho Sở tiên sinh. Nếu có ai ra tay với anh ấy, đừng quan tâm người kia là ai, cứ chơi hắn, có làm được không? Được, được rồi, cậu ra ngoài trước nhé. Chiếc lăn dầu vân này là quà sinh nhật của bố tôi. Chuyện này người trong Châu gia đều biết. Tạm thời xe giao cho cậu. Tôi tin rằng ai muốn chơi cậu mà nhìn thấy xe này thì sẽ do dự. Sở Lục, cậu thấy tôi đủ thành ý chưa? Đủ, chắc chắn là đủ. Lý do tôi đến đây giả làm con bạc và chơi bịp là vì muốn hợp tác với Châu Tiểu Hiền. Mặc dù thực lực của cô ấy không bằng ông chủ nhị, nhưng vẫn hơn tôi nhiều. Buộc cô ấy ra điều kiện này cũng là lấy lùi làm tiến. Không thể để cô ấy cảm thấy tôi không còn đường lui mới tới tìm cô ấy. Nếu vậy, mối quan hệ của chúng tôi sẽ không còn bình đẳng nữa. Thành ý đủ rồi, nhưng tôi vẫn có một điều kiện. Nói đi, tôi không thể giống mấy giám sát khác. Mỗi ngày ở trong sòng bạc, tôi có việc riêng cần phải làm. Nếu sòng bạc có chuyện cứ gọi tôi sẽ tới. Vậy có được không? Được, đừng tắt máy là được rồi. Đến đây bước đầu tiên của tôi đã hoàn thành. Hoàn thành hợp tác với Châu Tiểu Hiền, mượn gà đẻ trứng, mượn sức diệt sức. Mặc dù cô ấy không phải lựa chọn tốt nhất nhưng với tôi lúc này mà nói, không còn ai phù hợp hơn cô ấy. Nhưng chỉ với sức của cô ấy còn chưa đủ đấu với ông chủ nhị. Tôi phải làm cho cái lưới này đủ lớn như vậy mới đủ đấu với hắn ta.